Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, VITV là kênh truyền hình chuyên biệt về kinh tế tài chính và chúng tôi thường đưa những vấn đề mà dư luận, xã hội, người dân và doanh nghiệp quan tâm. Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều các vấn đề từ những ý kiến thắc mắc của quý vị khán giả đã được chương trình đối thoại phân tích mổ xẻ, và gần đây nhất thì chúng tôi đã nhận được ý kiến của quý vị khán giả muốn chúng tôi cùng các khách mời bàn luận kỹ về một chủ đề đang được Quốc hội thảo luận cũng như là được dư luận quan tâm, đó là việc đánh thuế 45% tài sản có nguồn gốc không rõ ràng là một trong những điểm đáng chú ý có trong dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng các khách mời bàn luận về đề tài này và cung cấp thêm thông tin cho quý vị khán giả. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Đào Huy Phán, Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển. Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật Pascal. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại. Thì trước khi mà chúng ta cùng trao đổi và chia sẻ về việc là đánh thuế 45% vào những tài sản không có nguồn gốc rõ ràng vừa qua thì đã được bàn luận rất là sôi nổi, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã dành nguyên ngày 13 tháng 6 năm 2018 để thảo luận dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Đây là dự án luật được Quốc hội dành thời gian thảo luận dài nhất tại kỳ họp thứ 5, dù đến kỳ họp thứ 6 mới xem xét thông qua. Đây cũng là kỳ họp thứ 3 mà dự thảo luật phòng chống tham nhũng được Quốc hội cho ý kiến, và cũng là lần thứ 3 đạo luật này được sửa đổi kể từ khi ra đời năm 2005. Một trong những điểm mới của luật phòng chống tham nhũng sửa đổi vừa được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 so với luật hiện hành, đó là mở rộng phạm vi điều chỉnh. Dự thảo luật quy định trách nhiệm phòng chống tham nhũng nói chung của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trong khu vực ngoài nhà nước về việc áp dụng bắt buộc một số biện pháp phòng chống tham nhũng đối với tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ và thường xuyên huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện đối với công ty đại chúng hay tổ chức tín dụng. Về phương án xử lý tài sản không rõ nguồn gốc, Chính phủ trình hai phương án: thu thuế hoặc xử phạt vi phạm hành chính với mức là 45% giá trị của phần tài sản, thu nhập chênh lệch hoặc tăng thêm mà không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc, nhưng chưa có căn cứ xác định do phạm tội mà có. Việc thu thuế hay xử phạt hành chính đều không loại trừ trách nhiệm hình sự nếu các cơ quan có thẩm quyền chứng minh tài sản đó do phạm tội mà có. Về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ công chức, phương án mà Chính phủ lựa chọn là giao cho Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên, công tác tại tất cả các cơ quan, tổ chức và đơn vị. Cơ quan thanh tra hoặc đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương, nơi không có cơ quan thanh tra cấp tỉnh thì kiểm soát tài sản, thu nhập đối với những người có nghĩa vụ kê khai khác, công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Vâng, thưa các khách mời, khi mà chúng tôi nhận được ý kiến của khán giả thì cũng có rất là nhiều ý kiến khác nhau liên quan tới quy định này. Vậy thì ngày hôm nay thì có các khách mời đây là luật sư, là những người rất là am hiểu và quan tâm tới những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Thì các khách mời có thể là phân tích và đưa ra những nhận định của mình về việc là đánh thuế 45% và những tài sản có nguồn gốc không rõ ràng. Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Giao ạ. Vâng, cái quy định ở trong cái dự thảo về cái việc là nếu mà tài sản không xác định được một cách hợp lý theo đúng cái câu chữ ở trong điều luật ấy, và không có căn cứ về hành vi phạm tội, thì trong trường hợp đó, cái tài sản đó đấy, cái phương án đầu tiên đó là phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đấy là phương án 1 đó. Và cái người mà bị cái nộp thuế thu nhập cá nhân đó đấy, đương sự đó đấy, có quyền khiếu nại đến cơ quan thuế đó. Đấy là phương án 1. Phương án 2 thì quy định rằng là trong trường hợp đối với cái tài sản mà không chứng minh được một cách hợp lý và không có dấu hiệu phạm tội đó, thì cái tài sản đó sẽ bị đánh thuế 45%. Đó. Thế như vậy là cái số tài sản còn lại đấy là dường như là được công nhận một cách hợp pháp, đúng không? Thế thì ở đây tôi muốn lưu ý trước hết nói về phân tích về điều luật cái đã. Nó có sự mâu thuẫn. Trong cả hai cái phương án mà dự thảo đưa ra đó là một phương án là chỉ đánh thuế thu nhập cá nhân thôi, một phương án thứ hai là đánh thuế 45%. Đó. Thì đều có một cái điều khoản tiếp theo là tuy nhiên cái việc đó đấy, cái việc phải thu thuế đấy không loại trừ cái trách nhiệm hình sự Đấy, nếu như bị cơ quan điều tra khởi tố, thế thì tôi thấy cái điều này nó lại mâu thuẫn với cái khoản ở trên, là tài sản không chứng minh được một cách hợp lý và không có dấu hiệu phạm tội. Thế nhưng mà sau, ở cái khoản sau thì anh lại cho rằng là nó không loại trừ trách nhiệm hình sự nếu bị điều tra. Thế thì ở đây theo tôi là nó về kỹ thuật điều luật là có sự mâu thuẫn. Nó đặt ra một cái thực trạng là như thế này, là phải chăng anh cứ đánh thuế, thế còn cái việc anh điều tra thì sau. Đó, nếu phát hiện ra thì là anh vẫn cứ bị khởi tố về hình sự. Thế thì theo tôi với cái cách quy định như vậy đấy, dường như là người viết luật không biết vô tình hay cố ý mà lại thành ra là hợp pháp hóa cho cái tài sản có được mà không chứng minh được. Mà theo một cái cách logic thông thường đó thì đây là ý kiến của rất nhiều người, rằng cái tài sản mà không chứng minh được đó đó, anh đã đăng ký, anh đã kê khai và không chứng minh được đó đấy, đấy là tài sản bất minh, chứ không phải là không chứng minh được cách hợp lý. Và đã là tài sản bất minh thì một cách logic là nó có được từ đâu? Vật chất không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi. Vậy thì nó sinh ra từ đâu? Nó sinh ra từ hành vi tham nhũng là cái chắc chắn. Từ cái địa vị quyền hạn, anh lạm dụng chức quyền để anh có được cái tài sản đó. Cho nên có lẽ là phải đặt vấn đề, mà nhất là đây là luật phòng chống tham nhũng, phải đặt cái vấn đề là trước hết đó là cái tài sản gì? Đấy có phải tài sản mồ hôi, nước mắt, công sức của người đó làm nên hay không? Nếu không phải thì chắc chắn nó là tài sản của xã hội. Nó không thể tự nhiên rơi vào nhà anh được. Vậy thì ở đây tôi nghĩ rằng cái việc xác định cái tài sản không chứng minh được đấy, phải xác định nó là tài sản có được do hành vi tham nhũng. Và đối với những trường hợp có những cái tài sản mà không chứng minh được đấy, thì có lẽ là cần phải quy định trong điều luật là cơ quan điều tra phải vào cuộc ngay. Và các cơ quan mà khi mà phát hiện những cá nhân có cái tài sản không chứng minh được thì phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan điều tra để làm cho nó rõ, để làm cho nó rõ là cái tài sản ấy đâu ra. Và có như vậy thì chúng ta mới có căn cứ để mà tịch thu và thu hồi những cái tài sản đó theo con đường tư pháp một cách đàng hoàng, chứ không có quy định theo kiểu hành chính, có nghĩa là đánh thuế. Thì theo tôi đấy là cái cơ bản nhất mà trong dự án luật này, nếu như thực sự mục tiêu là chống tham nhũng thì cái việc xử lý tài sản bất minh cũng rất là quan trọng. Tài sản gọi là chứng minh một cách không hợp lý đấy, thì cái điều này nó rất quan trọng, bởi vì chúng ta biết là trong thực tế đấy, xã hội chúng ta đã rất là bức xúc với cái câu chuyện của tài sản của ông cái giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, rồi một số các cái tài sản khác nữa. Đó. Thế nếu như bây giờ chúng ta làm theo đúng luật, có nghĩa là có quy trình, khi phát hiện ra những tài sản không chứng minh được thì nên là một cách, có thể nói là một cách máy móc hay một cách đương nhiên đấy, là cái cơ quan đó phải có trách nhiệm thông báo với cơ quan điều tra, và cơ quan điều tra phải khởi tố. Tất nhiên chưa nên khởi tố ngay bị can, mà ở đây là khởi tố cái vụ án về cái tài sản bất minh đó, để anh đi điều tra, để anh có thể xác định được là cái tài sản này là tài sản có tham nhũng. Chắc chắn là sẽ xác định được, tôi tin là xác định được qua các việc là ký kết các dự án, thông qua các dự án, đúng không? Qua những cái hành vi quyết định của anh trong cái quá trình anh thực hiện công vụ trong suốt cái thời gian vừa qua, từ lúc anh tài sản của anh đang là rất là khiêm tốn nhưng nay nó nở ra như vậy. Thế thì từ trong cái khoảng thời gian đó anh đã thực hiện bao nhiêu cái gọi là nhiệm vụ nhà nước giao cho, và những cái nhiệm vụ đó nó liên quan đến vấn đề tiền bạc, ngân sách như thế nào, đúng không? Anh có thực hiện một cách khách quan vô tư hay không? Đó, thì sẽ ra ngay thôi. Dưới góc độ luật sư Đống Đức thấy thế nào? Tôi rất đồng tình với lại anh Hoàng Ngọc Giao là chưa khởi tố vụ án hình sự về cái cá nhân đấy, nhưng có lẽ phải có một quy định đặc biệt khởi tố vụ án để điều tra về cái tài sản tham nhũng. Chúng ta đặt ra quy định đấy để với cái mong muốn là rất là tích cực, rất là mong muốn, rất là cố gắng chống tham nhũng, nhưng nếu không cẩn thận thì nó trở thành là chống tham nhũng nửa vời, thậm chí nói thẳng ra là khuyến khích tham nhũng. Ở ba cái lý do, thứ nhất là nó chẳng có cơ sở pháp lý, một cái điều luật nhé, chuẩn bị Quốc hội thông qua mà tôi cho rằng không có cơ sở pháp lý. Thứ hai là không có cơ sở khoa học, Thứ ba là chẳng có cơ sở gì thực tế cả. Cơ sở pháp lý thì sao ạ? Nó phải phát từ cái chuyện là thu nhập hợp pháp, là giao dịch hợp pháp, là nguồn gốc hợp pháp thì mới nói chuyện đánh thuế. Còn khi mà nó ở trên rời rơi xuống thì nó là bất hợp pháp. Và đây là không phải nói người dân thì có thể áp dụng quy định này được. Còn đây là quan chức thì là tất cả phải soi vào, là phải kê khai, phải minh bạch, phải ngăn chặn mọi cái thứ tham nhũng. Thì cái việc như thế này nó không xuất phát từ bất cứ một cái cơ sở gì cả. Chúng ta hãy so sánh. Bộ luật dân sự quy định là nếu như mà ai đó nhặt được của rơi của người khác, cầm nhầm của người khác mà người ta đòi lại không trả từ 10 triệu trở lên là phạm tội hình sự. Đúng. Đấy. Thì những cái công cuộc trong phòng chống tham nhũng của chúng ta ở đây là toàn nói tiền tỷ thôi, không ai nói trăm triệu, 10 triệu đâu ạ. Bộ luật hình sự thì nói thế nào? Từ năm 99 đến bây giờ bộ luật mới cũng vẫn giữ nguyên. Ai chỉ cần nhận của người khác 2 triệu là đi tù, là phạm tội. Người nào đưa cho người khác 2 triệu là hối lộ. Thậm chí là bộ luật còn nghiêm khắc đến cái mức là chỉ có nhận hối lộ, tham ô từ 1 tỷ cho nên là đã áp vào khung tử hình rồi. Tử hình thế thì có khi tử hình hết. Cho nên tôi khẳng định là cơ sở pháp lý ở đây rất mơ hồ, rất kỳ lạ, không nên đặt ra, rất là nực cười. Thứ hai là cơ sở khoa học hoàn toàn chẳng có cái gì cả. Tại sao lại không phải là 50%, chặt đôi đi? Tại sao lại không phải là 30%? Đặt ra một cái con số 45%, nó lửng lơ, nó mơ hồ. Thậm chí nếu mà lý luận như thế thì tôi sẵn sàng tôi chứng minh với Đảng, Nhà nước rằng hãy áp dụng con số đánh thuế 100%. Đồng nghĩa với tịch thu. Tịch thu thì phải tòa án, phải tư pháp, phải rất nhiều cái thứ phức tạp, khó lắm. Thôi, ta làm một cái luật này, không ai phản đối được đâu nhé. Đúng. Vì là bảo là không chứng minh, là tức là bất minh, là mà thậm chí là suy đoán theo hướng bình thường đối với người dân, đối với hình sự là suy đoán theo hướng vô tội. Nhưng mà tôi cho rằng đối với công chức, đối với lại cái phòng chống tham nhũng này sẽ phải suy đoán theo hướng là có tội, có vi phạm, thì có bất minh thì thu 100%, đồng nghĩa với tôi tịch thu một cách nhẹ nhàng, hợp pháp. Còn nếu mà anh mà thu 45% nhé, đến lúc ngày mai anh có nói rõ là không loại trừ trách nhiệm hình sự, vẫn có tội. Khi có tội, xin mời nhà nước hãy thoái thu thuế 45%, để thu toàn bộ chứ. Chứ nhà nước không thể thu 65% ạ. Đúng không? Ai đi thu 65% tài sản đấy, mà thu 100% thì thu oan à? Tôi nộp 45% rồi, giờ lại thu của tôi 100%, cái cơ sở khoa học nó ở đâu? Còn cái chuyện mà anh thu hết của tôi rồi, anh lại phạt thêm dăm ba lần nữa. Thậm chí bộ luật hình sự có một quy định vô cùng là ghê gớm, khủng khiếp, chưa thấy áp dụng. Cái thời xa xưa thì áp dụng nhưng gần đây không áp dụng, đấy là gì? 59 điều quy định người phạm tội có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Tức là gì? Anh có thể tham ô 300, 500 triệu. Nhà nước có thể tuyên một cái án rất đúng luật bây giờ đấy. Đúng. Tôi cho rằng cái đấy là vi hiến, không có vấn đề. Nhưng mà luật bây giờ đang là đúng là tịch thu toàn bộ gia sản có thể một vài nghìn tỷ. Đúng luật. Thứ ba là thực tế. Không có một cơ sở nào hết. Hoàn toàn là bất lực. Vì sao? Vì nếu như một cái đất nước mà người ta đã rất trong sạch rồi, hy hữu, thi thoảng phát hiện ra một trường hợp có thể áp dụng như thế còn được. Còn chúng ta hình dung tất cả những cái người kê khai đấy đều có vấn đề. Quá nhiều những cái tài sản có đứng tên người ta đâu mà thu. Đó, tên cháu tôi mà, tên hàng xóm cơ mà, tên anh em bạn bè cơ mà. Thế thì căn cứ đâu mà thu thôi. Chả có cách gì mà thu được. Mà những cái người kia thì không phải kê khai nhé, không được thu nhé. Chỉ những cái người mà quan chức thôi thì người ta chẳng đứng tên cái gì cả. Và nó quá nhiều. Và ai là cái người đi thu, ai là cái người đi để đánh thuế, để tính ra nó là 100 để đánh 45. Cái câu chuyện đấy thì vô cùng là phức tạp, vô cùng là khó khăn. Cho nên là tôi cho rằng là nên bỏ cái ý tưởng này. Nó lửng lơ, nó vớ vẩn, nó chẳng đâu vào đâu cả. Không giải quyết được cái gì cả. Chúng ta hãy làm cách khác. Ví dụ chỉ cần là nhằm tập trung cao độ vào cái chuyện công khai, minh bạch, dân chủ là ngày hôm nay chưa chống được thì ngày mai, năm sau tôi đảm bảo là sẽ hạn chế được tối đa. Ví dụ bây giờ nói là công khai chứ thực ra là bí mật. Công khai trong cơ quan chẳng có tác dụng gì cả. Mình đánh mình rồi, mình cũng lại là anh em, là chiến hữu, là sếp, là người sẽ lo lắng quyết định số mệnh chính trị của mình. Làm sao? Khó lắm. Bây giờ làm trang web rất rẻ tiền. Dữ liệu có hết rồi, thuê người đánh máy trong vài tháng. Bùng hết trên mạng 1 triệu trường hợp cho dân, ai cũng vào xem được, cả thế giới vào xem được. Thì sau khi làm được cái việc đấy, dăm ba năm sau hẵng nói đến cái chuyện là đánh thuế hay không, rồi xử lý điều tra thế nào. Còn bây giờ thì tôi khẳng định là sẽ không có tác dụng gì và nó sẽ tác dụng ngược, nó sẽ rất nhiều vấn đề sẽ khó khăn, bức bối, nhức nhối từ cái quy định này. Ngoài chuyện doanh nghiệp thì nói thực là tôi cũng có cái may mắn được tham gia vào công tác luật cũng được 40 năm về luật ngoại thương. Nên là luật ra thì cái đây 3-40 năm, tôi cứ xin phép bình luận một vài yếu tố. Cái đầu tiên thì tôi thấy là này, tức là có một điểm mà chúng ta chưa bàn ở đây, mà tôi xin nêu lên với hai luật sư, đó là trách nhiệm giải trình, trách nhiệm chứng minh. Ta có thể là quy định hai cách. Cái thứ nhất là cơ quan điều tra và cơ quan quản lý thanh tra phải chứng minh rằng người có tài sản đó là bất minh. Còn trách nhiệm cái thứ hai mà ta có thể làm ở đây là người có tài sản phải chứng minh của tôi là có nguồn gốc chính đáng. Còn nếu không chứng minh được là bất minh. Thì nếu chúng ta làm rõ cái này và quy vào trách nhiệm của cái người có tài sản không kê khai hoặc là kê khai và rơi vào tình trạng mà là đối tượng xác định bất minh hay không bất minh ấy, thì chỉ cần quy định trong luật là trách nhiệm chứng minh nguồn gốc tài sản là thuộc về người có tài sản. Thì chúng ta có thể anh không chứng minh được là bất minh. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là còn yếu tố này các anh ấy cũng nêu lên nhưng mà các anh khái quát quá cho nên còn chưa có chi tiết. Nó không phải toàn bộ tài sản là bất minh mà một phần tài sản là bất minh. Tôi lấy ví dụ như là anh có thể bỏ ra một nguồn tiền nhỏ, anh mua được khoản rất lớn. Cái này từ trong thực tế là rất nhiều là bất động sản. Xuất ngoại giao mà. Cái xuất ngoại giao là có lúc là coi như người khác mua thì 10 tỷ. Nhưng mà cái người ngoại giao đó, người đối tượng ngoại giao đó thì chỉ mua có thể là 8 tỷ, thậm chí có lúc chỉ là 3 tỷ. Thì đứng mặt trước pháp luật thì đó là trường hợp tham nhũng và hối lộ. Và cái chênh lệch 2 tỷ hay là 7 tỷ đó là thuộc diện là nguồn gốc bất minh. Thì như vậy là anh có một phần là anh đóng góp tiền đấy là có minh. Nhưng trong cái tài sản đó có cái cấu thành của cái sự bất minh. Thì anh coi toàn bộ tài sản đó tài sản bất minh, tôi cho là được. Và nên cho là toàn bộ tài sản đó là tài sản bất minh. Còn cái ý thứ ba nữa là này, tức là trong khi chúng ta đang còn bàn về cái chuyện kê khai tài sản thì có một điểm là này. Điểm thứ nhất là tài sản không kê khai. Thì như vậy là rơi vào cái tình trạng mà chúng ta không bàn đến đây nhưng cũng nên nhắc đến một chút. Đó là không đáp ứng các cái phẩm chất và yêu cầu về tính trung thực và bổn phận của người công chức. Thì cái đó về kỷ luật hành chính ta sẽ riêng ra. Và nếu như trong trường hợp mà ta xử lý như tôi vừa mới trình bày thì xác định là tài sản bất minh ấy, thì hoàn toàn phải tịch thu tất cả. Tất nhiên là trong ở những khoản giải pháp ở giữa thì nó có thể có, nếu xét về mặt luật thuế đã có thì anh có tài sản anh không khai trong thời gian nộp thuế ở một kỳ nào đó thì khi khai nó xuất hiện trong thời kỳ nộp thuế thì nó xuất hiện thành là thu nhập cá nhân trong trường hợp anh có là chính đáng chăng nữa thì xuất hiện dưới dạng là tài sản có nguồn thu trong kỳ nộp thuế và anh phải thứ nhất là nộp theo cái mức thuế mà phù hợp với mức thu của anh. Có khi nó là 50 triệu nhưng cũng có lúc nó là 50 tỷ, 500 tỷ. Và nếu là 50 tỷ và 500 tỷ thì rơi vào cái diện đánh thuế cao nhất. Thì chúng ta đánh cái mức thuế chẳng hạn tối đa là 35% cộng với phạt trốn thuế và phạt là không khai báo tài sản. Lúc đó chúng ta phải quy định thêm 10, 15, 20% ngoài cái tỷ lệ phần trăm phù hợp với cái thuế thu nhập cá nhân. Và như vậy là chúng ta có cơ sở pháp lý. Và chúng ta cũng có cái lý lẽ, tôi cũng cuối cùng tôi thấy điểm này, tức là chúng ta hiện đang rất bức xúc cả về ý đồ chính trị là muốn giải quyết tham nhũng, phải có biện pháp và phải chứng tỏ rằng Đảng, Chính phủ, bộ máy công quyền đang quyết tâm chống tham nhũng và nhân dân thì bức xúc. Nhưng nếu mà xét về lâu dài của bộ luật ấy, thì còn phải để làm sao nó đi vào trong lòng dân, thành đạo đức, thành văn hóa, xã hội, thành chuẩn mực của nghề nghiệp. Thì có thể là phải chú ý đến cả những cái chuyện như giải pháp tình thế như chúng ta đánh thuế nhân lên bao nhiêu phần trăm, phạt bao nhiêu phần trăm. Thì chú ý đến yếu tố là dân biết được thông tin, dân giám sát và tôi được trong quá trình đó dân giám sát nhiều khi dân có lúc là cũng có người là nhận thức kém, cũng có người là ý đồ không được trong sáng. Cho nên là anh đưa những vấn đề tham nhũng này ra không được chính ra khác thì có thể tổ chức đội ngũ dịch vụ về thông tin này có thể cái quyền tiếp cận có những điều kiện của nó. Trong những điều kiện có điều kiện là trả phí. Để khi thực hiện một việc nào đó anh trả một cái phí tối thiểu vài 30.000 một vài 300.000 đấy, lấy cái số liệu mà buộc anh phải suy nghĩ ta có bỏ tiền ra để ta lấy số liệu đó hay không, để làm cái việc đó hay không, cũng có thể là một cách. Và đấy chính là cái nguồn để cho ta nuôi cái bộ số dữ liệu của xã hội. Rồi ít nữa ta không chỉ chuyện tài sản còn những chuyện về nhiều mặt khác, về mặt quá trình giao dịch tư pháp, anh có nợ gì không, anh có vướng víu về pháp lý hay không, thì cũng phải đưa vào trong hệ thống dữ liệu về công dân chẳng hạn. Thì những dịch vụ kiểu này cũng nên là dịch vụ có thu và có thể thêm một số điều kiện tiếp cận khác nữa, nhưng để cho dân biết và dân kiểm tra giám sát. Tôi cho rằng là không nên đặt vấn đề dịch vụ, vấn đề thu ở đây vì cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ công khai minh bạch của nhà nước, và anh đã làm quan chức, anh đã thuộc cái diện đấy thì hoặc là anh chấp nhận công khai hoặc anh nghỉ việc. Chứ anh không thể nào lại đặt ra một cái thế thì nó cũng lại không có cơ sở khoa học pháp lý. Dữ liệu nằm ở trên thế mạng rồi, chẳng qua là nhiều người tiếp cận quá thì không đạt được. Tôi cho rằng là cái vấn đề này thì chúng ta phải dứt khoát quan điểm với nhau là có 3 cơ chế xử lý, thì chúng ta phải loại trừ cơ chế thứ hai đấy, cơ chế hành chính. Đã tham nhũng thì bất minh thì không có xử lý hành chính được ở đây rồi. Chỉ còn về chọn lựa giữa hình sự và kinh tế hay là dân sự. Hình sự thì phải nâng cao cái vai trò của tư pháp đấy. Các cái vụ này điều tra khám phá thu hồi được hay không có lẽ cũng còn khó lắm. Thì giờ chúng ta dường như đang nghiêng vào cái hướng là kinh tế, đánh thuế đấy. Bản chất nó là xử lý vấn đề kinh tế. Thế thì vấn đề kinh tế nếu muốn làm ấy, thì phải bàn tiếp với những cái điều kiện kèm theo nữa. Chẳng hạn có hai phần rất là rõ ràng. Cái phần thứ nhất là anh kê khai nhưng kê gian, kê không đủ, kê sót. Anh bảo anh có cái biệt thự 500 m, anh chỉ kê 200 m thôi. Khi phát hiện, coi chừng tôi đánh thuế hay tôi tịch thu phần còn lại. Biệt thự đấy 100 tỷ, anh lại kê có 50 tỷ thôi. Tôi hoàn toàn có quyền xử lý cái đấy. Thì có một chút lý. Còn cái dạng thứ hai nhé, mà 99% nó thuộc cái dạng thứ hai cơ. Tôi chẳng có nhà, chẳng có đồng nào, tôi trong sạch, tôi tay trắng. Thế nhưng hóa ra có hàng nghìn tỷ phải tịch thu hết và đi tù. Đấy. Chứ không thể nào mà lại có chuyện để đánh thuế cái chuyện đấy được. Thứ hai nữa là gì? Một trong cái vô cùng quan trọng, cái thứ nhất là minh bạch công khai, như tôi nói, làm trang web. Chứ không thể nào cứ giấm dúi ở trong nội bộ cơ quan được đâu. Và tất cả không loại trừ một ai là phải công khai lên trên mạng đấy. Vâng. Tất nhiên có thể có lộ trình, chứ còn nếu tôi nói là một vài tháng làm thì nó nhiều vấn đề phức tạp lắm, nó nguy hiểm lắm chứ không đơn giản. Thứ hai là gì? Dữ liệu thuế. Anh muốn tài giỏi đến đâu, anh muốn thu nhập chính đáng hợp pháp đến đâu thì anh chỉ cần chứng minh là anh nộp thuế thôi. Cứ lặt vặt coi là 9 triệu một tháng anh khỏi phải nộp thuế. Còn ngày xưa là 4 triệu, bây giờ là 9 triệu thì anh phải nộp thuế. Ít thì 10%, nhiều thì 35%. Anh mà không khai được cái nộp thuế đấy là khỏi phải chứng minh, bất hợp pháp hết. Vâng. Tôi chỉ đồng ý chọn một phần phương án 2. Đó là chỉ đặt chế tài xử lý vi phạm hành chính và phạt hành chính đối với người có nghĩa vụ kê khai khi có hành vi không khai đầy đủ các tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Có nghĩa là các tài sản không được kê khai sẽ bị xử lý. Mức độ xử lý tùy theo quy định, có thể tịch thu toàn bộ. Còn đối với các tài sản thu nhập đã được người có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, không có cơ quan có thẩm quyền nào chứng minh là có liên quan đến vi phạm pháp luật hành chính, hình sự hay buộc phải thực hiện nghĩa vụ dân sự, thì những tài sản này đương nhiên là tài sản hợp pháp, áp dụng cho mọi công dân trong xã hội. Cứ cho là cơ quan có thẩm quyền đã kết luận được là người kê khai giải trình một cách hợp lý, giải trình không hợp lý, nghĩa là người kê khai lúc này không có cơ sở để khẳng định quyền sở hữu đối với tài sản và cũng có thể tài sản này do tham nhũng mà có, thì ngay trong điều 59 lại quy định thực hiện việc đánh thuế thu nhập đối với người kê khai, nghĩa là coi tài sản trên là khoản thu nhập phát sinh của người kê khai. Điều này dường như mâu thuẫn với sự cố gắng chứng minh của cơ quan có thẩm quyền về giải trình của người kê khai là không hợp lý, vì chứng minh xong thì lại coi tài sản thu nhập không giải trình được hợp lý như là khoản thu nhập phát sinh của người kê khai để thực hiện việc đánh thuế. Luật phòng chống tham nhũng có nghiêm khắc đến đâu thì cũng khó xử lý triệt để tham nhũng nếu lòng tham không tự từ bỏ. Nhiều quốc gia phát triển hàng đầu trên thế giới, mặc dù hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn thiện nhưng tham nhũng vẫn tồn tại và xếp hạng thấp. Trong khi có những quốc gia không ban hành riêng luật phòng chống tham nhũng, nhưng công tác phòng chống tham nhũng lại đạt hiệu quả và được xếp hạng cao trên thế giới. Nguyên nhân chủ yếu của sự thành công đó chính là sự công khai minh bạch trong chính sách đầu tư, chi tiêu công, công tác cán bộ, sự giám sát của nhân dân và công tác giáo dục về phòng chống tham nhũng khi còn đang trong ghế nhà trường. Như vậy con người mới là yếu tố quyết định sự thành công. Tại sao chúng ta không yêu cầu có thêm một điều kiện quy định phải khai thuế thu nhập cá nhân của tất cả các vị ở vị trí có khả năng tham nhũng hàng năm ở trong bổ sung vào điều 38 trong dự thảo luật? Nếu biết con số cụ thể này thì người dân cũng như các cơ quan có chức năng có thể dễ dàng giám sát, theo dõi. Không có lý do gì mà thu nhập thuế cá nhân một năm chỉ có khoảng 1 đến 2 triệu mà người đấy vẫn có thể mua được nhà, mua được xe. Chính vì vậy tôi rất mong muốn là chúng ta có thêm một điều khoản quy định rõ ràng là các vị trí có nguy cơ tham nhũng thì chúng ta cần phải kê khai thuế thu nhập cá nhân và công khai cho tất cả cử tri cũng như là cơ quan giám sát được biết. Và doanh nghiệp cũng còn nói là tài sản đó nguồn gốc lấy từ đâu cũng lấy từ việc là gây nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. với cái số lượng doanh nghiệp chúng ta hiện nay, mỗi doanh nghiệp chỉ cần bị làm khó một chút thôi là cũng đã có một khối tài sản rất là lớn rồi. Không biết là phía doanh nghiệp thì ông Giang nghĩ sao? Tôi phải cho rằng là một cái tỷ lệ lớn cái nguồn gốc tài sản của những công chức tham nhũng, không phải tất cả công chức được tham nhũng, phải nói rằng là do từ người dân hay do doanh nghiệp, mà trong hầu hết các trường hợp là anh bị gây khó khăn, bị kéo dài, bị nhũng nhiễu, bị đặt điều kiện là tiên quyết thì anh mới thắng được một cái vụ kinh doanh hoặc là những điều kiện kinh doanh thuận lợi mà nó ra. Thì cái này rõ ràng là doanh nghiệp có những, kể cả doanh nghiệp mà rút tiền bỏ tiền ra thì về nhà vẫn rất xót của và thấy là thực sự rất khó khăn mà không thể làm cách nào khác thì họ mới phải bỏ tiền ra. Cho nên rõ ràng mà việc thực hiện tốt cái luật chống tham nhũng này là cái điều mà doanh nghiệp và người dân rất mong đợi. Tại sao lại phải tham nhũng, tại sao sinh ra như thế? Thì đưa tiền tham nhũng là toàn dân, toàn doanh nghiệp, nhận tham nhũng thì toàn quan chức, thì toàn đảng viên. Thế thì tại ai cũng chẳng phải hẳn là tại bên này, cũng chẳng hẳn tại bên kia đâu. Tại cơ chế, tại vận hành, tại luật pháp, tại rất nhiều yếu tố, gần như là nó mặc định sinh như thế. Chúng ta đứng ở vai doanh nghiệp này, ngày mai mà đứng ở vai kia ấy, lại mắc lỗi y xì như thế và ngược lại. Đấy, nó có khó như thế. Một những cái chuyện mà thậm chí đã có tướng công an nói rằng là giờ có vài chục nghìn, vài trăm nghìn vặt đấy, sao gọi tham nhũng à? Này, có những cái khâu nhá, có cái chỗ nhá, kiểu như hải quan lớn chẳng hạn, chỉ thu mỗi một doanh nghiệp 1-2 bát phở thôi một ngày, hàng tỷ đồng. Quy mô bây giờ nó kinh lắm. Nhưng ngày xưa có kinh doanh, có giao dịch, có nhiều đâu, nhưng bây giờ nó ăn nhau ở quy mô. Cứ mỗi một cái xe khách mà 50-100 nghìn thôi thì một ngày nó là hàng vạn cái xe mà. Rồi cái chuyện là cơ chế thế nào thì tôi vẫn nghĩ rằng là cái cơ chế mà khai báo mà ban đầu thì đương nhiên là cái công chức quan chức đấy phải chứng minh, nhưng cái cơ chế tịch thu thì tôi cho rằng nó phải đảm bảo đúng nguyên tắc pháp quyền. Anh muốn chống gì, chúng muốn làm gì thì làm, anh không thể tịch thu một cách theo đơn giản được. Nó trở thành coi là bóc tước đoạt, thành rất nguy hiểm, thành cải cách ruộng đất, thành cải cách công thương ngay lập tức. Cái cuối cùng, nếu mà nói đến câu chuyện tịch thu vẫn phải là chứng minh của cơ quan pháp luật, cơ quan tư pháp. Thế còn chúng ta muốn tránh, chúng ta đang tránh cái tịch thu này bằng cái 45%. Tôi đề xuất bằng 100% luôn đấy. Ở hợp pháp đúng không? Cái lý luận, cái cơ sở nó là đầy đủ. Chứ còn nếu mà chúng ta đã nói tịch thu thì phải tư pháp. Và thứ hai là gì? Không dừng lại tịch thu, không ăn thua. Tôi tham nhũng đứng đây, tôi ăn tiêu nhiều lắm chứ, tôi cho thiên hạ nhiều lắm chứ. Có thu, có chứng minh thì một phần nhỏ thôi thì tôi sẵn sàng tôi bỏ ra 100%, phải phạt gấp mấy lần, gấp ít nhất gấp 3 lần cái tài sản đấy thì mới có giá trị, mới có tác dụng. Các cái xử phạt là như thế, xử phạt chứng khoán, xử phạt hành chính vi phạm đến cái mức mà người ta không dám tham nhũng, không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng. Chứ còn nếu mà lại chỉ 100% nhá, không thua đâu. Tôi cho rằng là phải cơ chế là gấp 3 lần thu tài sản đấy và phạt gấp 3 lần cái chỗ đấy nữa. Chưa nói là đi tù tội nữa, theo mức độ đấy thì mới thua. Chứ còn nếu mà chỉ một thứ thôi thì 45% là vô nghĩa, nó chỉ thu được một tí bằng móng tay. 100% cũng chỉ thu được 1/3, 1/5 thôi. Nếu chúng ta cũng làm nhân cái câu chuyện anh Đức nói là tại sao có tham nhũng? Tham nhũng vì ai? Vì dân, vì doanh nghiệp đưa tiền, hay là vì ông quan chức ông ấy không tốt, đúng không? Ông cố tình. Thế thì ở đây tôi chia sẻ cái ý của anh Đức là thế này. Bây giờ chúng ta đang, cái luật chống tham nhũng này đang làm nhằm vào chủ yếu con người có quyền lực lạm quyền để mà vụ lợi. Nhưng đấy vẫn chưa phải là gốc rễ. Cái gốc rễ của nó đó, tại sao ông quan chức ông làm được cái việc đó? Bởi vì quy trình phê duyệt dự án, bởi vì cái cơ chế xin cho trong cái việc cấp đất đai, vân vân. Tất cả những cái đó, nếu như không có một cái sự gọi là rà soát, kiểm soát và theo một cái quy trình mà minh bạch, công khai, có cạnh tranh, có kiểm tra giám sát đấy, thì chắc chắn bất cứ ai ngồi vào cái vị trí ông quan chức đó cũng sẽ được đưa đẩy đến cái hành vi tham nhũng. Cho nên chúng ta nhìn nhận một cách sâu xa đó là vấn đề cơ chế, quy trình, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực liên quan đến kinh tế. Cấp phép, đúng không? Cấp phép ở đây có thể là hải quan, có thể là giao thông, có thể là y tế, vân vân, đúng không? Cái thứ hai, vấn đề đất đai cũng là vấn đề nóng bỏng, rồi một loạt các vấn đề khác nữa. Thì đấy là cái điểm mà tôi rất chia sẻ. Thế thì ở đây tôi cũng muốn nói nữa là có một hiện tượng này, không phải là doanh nghiệp chỉ có bỏ tiền túi mình đi mà đưa cho quan chức để mà được một cái lợi nào đó đâu. Doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp có thể, xin lỗi, nhiều hay không nhưng mà có nhiều hiện tượng là doanh nghiệp là gì? Lúc đầu thì bỏ một chút tiền túi để được một cái dự án, để được một cái đầu tư công bằng tiền ngân sách nhà nước. Khi mà đã được cái dự án và đầu tư công như vậy đấy, thì cái tiền mà nhận được từ ngân sách nhà nước để làm dự án công trình, nó được lấy ra để mà lại quả cho các vị quan chức. Thì đấy là tiền ngân sách chứ, đâu có phải tiền túi. Thậm chí người ta còn có khái niệm là tay không bắt giặc mà. Tham nhũng bằng cách chạy dự án, không mất nhiều tiền, được dự án xong xong lại bán lại cho người khác, có chênh lệch. Cho nên ở đây, trong cái luật này đấy, cũng có động chạm đến vấn đề là với doanh nghiệp có nên đưa vào cái luật này không? Về vấn đề tham nhũng thì tôi nghĩ là nên đưa cái đối tượng doanh nghiệp vào cái luật phòng chống tham nhũng này, nhưng chỉ xét đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp như là một đồng phạm với hành vi tham nhũng để giải quyết cái vấn đề đó, chứ không bàn đến cái câu chuyện doanh nghiệp tham nhũng tiền của doanh nghiệp. Cái nội bộ đó nó lại là câu chuyện khác, đúng không ạ? Thế do đó cho nên ở đây, và nếu có xảy ra những cái chuyện gọi là biển thủ công quỹ hay là tham mô hay cái gì thế, đấy là cái chuyện nội bộ doanh nghiệp. Nhưng mà ở đây muốn nói câu chuyện phòng chống tham nhũng chung đấy, là từ cái cội nguồn là cái ông doanh nghiệp, ông ấy làm hư cán bộ, thế thì cũng nên đưa ông vào đây trong cái mối quan hệ này, có những cái quy định để mà điều chỉnh. Tôi cũng rất nhất trí với cái chuyện đấy, tức là chúng ta phải xác định là cái phòng chống tham nhũng nó khác hẳn với lại phòng chống thiên tai. Thiên tai chúng ta chỉ có chống thôi, phòng thì nó vô cùng hãn hữu, nó vô cùng nhỏ nhoi, tức là chúng ta trồng rừng rồi chúng ta làm cái gì đấy nó rất là phụ. Thiên tai đến rồi chúng ta chống thế nào để nó hạn chế, chúng ta ngăn ngừa. Nhưng tham nhũng thì đừng lệch mục tiêu như thế, có lẽ phải xác định rất rõ đấy. Tôi nói tại sao mà mấy luật rồi từ xưa đến giờ không hiệu quả là cái cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tế nó như thế nào. Cái tham nhũng này phải chống, phải cắt từ nguồn, phải hạn chế từ nguồn. Chứ nó chúng ta không bịt được cái suối nhá, cái mạch nhá, thì nó trở thành sông, thành biển, thành lũ, không có cái gì chống được. Chúng ta bây giờ đang chống lũ kiểu đấy là chúng ta chống ngược. Chúng ta lại nhầm, nhưng mà vì nhầm không, cái tham nhũng với lại cái thiên tai. Không phải vì thế mà không làm. Chống tham nhũng nên thì chúng ta phải ưu tiên. Đúng rồi. Cái nguyên nhân phát sinh tham nhũng, cái gốc gác từ chỗ như thế. Và chúng ta cái chuyện mà doanh nghiệp thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí với lại anh Giao. Doanh nghiệp tiền của người ta, cho nên là cái khả năng, cái nguy cơ tham nhũng thì nó là ít nhất, và đặc biệt nó có rất nhiều cơ chế để nó tự giải quyết. Đúng. Các anh cổ đông, các anh thành viên ngồi với nhau là tranh giành quyền lợi, đấu đá nhau cũng ghê lắm chứ, và kiện ra tòa. Có rất luật doanh nghiệp rồi luật dân sự có rất nhiều cái cơ chế để người ta bảo vệ quyền lợi của người ta. Ông mà không tốt thì người ta không chơi với nữa, thì ông cũng chỉ làm một mình. Doanh nghiệp tư nhân cũng không thể phát triển, không thể là được cộng đồng, được xã hội ghi nhận, cũng không bán được hàng. Nhưng nhà nước thì rõ ràng không có ai cả, không ai làm việc đấy cả. Nhà nước đang tự giải quyết đấy, tự chống tham nhũng đấy. Nó không như cái cơ chế bên ngoài, như cơ chế tư nhân. Cho nên là chúng ta có họ nhắc đến, nếu như nó là đồng phạm, nếu như nó là cái người đưa hối lộ thì vẫn phải xử lý thôi. Lúc đó là theo cái tội đưa hối lộ. Chứ chúng ta không nên đặt đấy là trọng tâm, không đặt trọng điểm. Mặc dù câu chuyện tham nhũng của Bộ luật hình sự bây giờ là mở rộng rồi. Doanh nghiệp bây giờ cũng là phạm tội hối lộ, cũng là phạm tội tham mô, khác với ngày xưa. Ngày xưa là doanh nghiệp tư nhân không có tội đấy, bây giờ có cả rồi. Nhưng đấy là để dành cho câu chuyện hình sự, đủ rồi, quá đủ rồi. Còn tham nhũng hãy tập trung vào cái chỗ nó tham nhũng ấy. Chứ còn chỗ doanh nghiệp không cần quan tâm. Doanh nghiệp cũng nói với chúng tôi như vậy, cái số tỷ lệ doanh nghiệp bị nhũng nhiễu, bị gây phiền hà, bị khó khăn thì nhiều hơn rất nhiều so với việc là chúng ta phải tự nguyện hoặc chúng ta cố tình làm cái hành vi đấy. Nếu không có sự nhũng nhiễu của quan chức, đúng không ạ? Nếu không có sự gợi ý hoặc là khó khăn thì doanh nghiệp người ta chắc là người ta cứ không việc gì phải người ta phải chạy theo để mà gọi là hối lộ hay là để mà chạy trọt để mà có được. Là một cái luật sư tư vấn cho doanh nghiệp, tôi khẳng định rằng không một người dân, không một doanh nghiệp nào thích thú muốn đưa tiền cho làm cái việc đấy, rất ngại, rất sợ. Làm sao mà giải trình được sổ sách kế toán nguồn đúng thế nào và nguy cơ kinh năm chứ ai đúng muốn làm vi phạm thế đâu, ai muốn làm tử tế làm tốt nhưng không thể được. Cho nên kết hợp ý của anh Giao nói có thể khẳng định câu này, tức là cái đưa quả biếu ấy là quyền, tôi thích thì tôi biếu, có thể biếu nhiều biếu ít, hoàn toàn là vô tư trong sáng. Còn cái hối lộ là cái nghĩa vụ phải hối lộ, nó đến cái mức như thế thôi chứ không phải đừng đổ cho tội cho doanh nghiệp. Có một số người cứ nói là nếu mà doanh nghiệp không đưa tiền, người dân không đưa tiền thì quan chức đâu có hư. Nói thế là nhầm lẫn cái cơ bản, là nhầm lẫn cái chuyện chống tham nhũng với chống bão. Dở, sai cơ bản. Tôi thấy là này, thực ra mà nói thì chúng ta đang bàn đến những vụ lớn, những nét lớn trong đời sống kinh tế xã hội, nhưng mà cái nét những cái nhỏ nó lặp đi lặp lại hàng ngày, thậm chí hàng giờ, thậm chí hàng phút ấy, nó lại mới đang tạo ra cái môi trường mệt mỏi, cái mối quan hệ ở đây mệt mỏi với doanh nghiệp. Tôi lấy ví dụ như là một cái phòng cấp phép có thể cấp từ ngày 1.000 lá cái phép, mà nếu trong đó có độ 300 cái hồ sơ buộc phải có phong bì, chưa kể là coi như có những cơ quan là không đưa phong bì trực tiếp mà coi như là nó là nhũng nhiễu đến mức thành cái lệ là thôi cứ đến tháng này lại chuyển một cái khoản tiền cái này tiền, nộp thành lệ phí, một cái khoản gộp. Là một cái mức thứ hai mà chúng ta có thể có lúc gọi là tích cực phí đấy. Chuyện mà tôi nói ví dụ như này, tức là mà cái thứ ba, mời đi ăn uống hoặc mời đi du lịch hoặc là sinh nhật hay là hiếu hỉ. Hay tôi nói là nó cái tệ nạn sau đến cái mức như này. Tôi nói thật là tôi hỏi mấy anh chị em học viên, tôi là giáo viên. Trước hết tôi khẳng định là trong số giáo viên, trong số công chức có một tỷ lệ không tham nhũng, dù là ít, điều đó chắc chắn có. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái này nó cứ tương đối đại diện đặc trưng của xã hội này. Như anh em đi học ấy, thì mới hỏi là thế điểm thế nào, bảo thưa với thầy rằng là ở chỗ khác ấy, chỗ thầy không nói về nói mình là không hay, nhưng mà là chẳng hạn như là có độ 20 thầy giáo thì có 2 thầy giáo là không lấy cái tí nào cả, có 2 thầy giáo thì coi như là 3 thầy giáo, 2 thầy giáo đặt là mỗi 10 điểm 7 điểm 8 điểm là 1 triệu, 9 điểm 10 điểm là 2 triệu, không cần biết là bài như nào. Có một thực tế như vậy. Và đồng thời là có khoảng số còn lại là nếu mà có thì mặt tươi hơn tí, mà không có thì cũng không sao, hoặc là mặt có hơi buồn tí nhưng mà không có gây sức ép gì. Nó có tình trạng đó. Nhưng mà ngay cả trong giáo dục, ngay cả trong từng cái cấp phép hàng ngày, từng hoạt động hải quan hàng ngày, mà từng hoạt động kinh tế hàng ngày, là những khoản giao tham nhũng nhỏ vặt như thế nó mới là nhức nhối, nó mới tích là thành nhiều. Và tôi nói thực là còn thêm một điểm nữa, nếu như quan chức tham nhũng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp là có tình trạng vướng vấn đề nội bộ, hối lộ và tham nhũng nội bộ. Tôi lấy ví dụ như là một cán bộ đi làm có thể là báo rằng quan chức người ta đòi tôi là 10 đồng, thì anh lợi dụng rồi chẳng ai kiểm tra cả, thế hôm sau thì khai đến 15 đồng. Cuối cùng cái tháng này gộp lại là có thể là thay vì là cũng đưa cho những cái cửa tham nhũng được khoảng độ 50-30 triệu, anh ta tính thêm cho cá nhân anh vài 30 triệu túi vào trong đó nữa, thì lại tạo thêm sự rối loạn và cơ chế trong cái hệ thống quản lý, nó làm cho khó hơn. Cho nên thứ nhất là minh bạch là thông tin, thứ hai là đơn giản hóa quy trình thủ tục, thứ ba là coi điện tử hóa, số hóa cái quá trình giao dịch, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, và thứ tư là quá trình giám sát, mà trước hết là dân giám sát, doanh nghiệp giám sát, chúng ta mới làm được cái việc phải lâu dài. Còn đúng là những việc lớn mà chúng ta vừa nói là tôi hoàn toàn đồng ý kiến của anh và chia sẻ. Tôi xin nói thêm tí về nguyên nhân. Tức là nó khác với lũ lụt, tức là từ giọt nước, từng cái suối nhỏ nó tạo thành lũ, do cái dân, do cái dưới đưa lên. Nhưng cái tham nhũng này tôi cho rằng không phải dân, không phải doanh nghiệp, không phải vì cái nhỏ nhỏ đấy mà nó tạo thành cái lớn, mà nó ngược lại. Ông thầy mà anh vừa nói đấy lại phải đưa cho ông thầy khác lại đưa ông thầy trên, thượng bất chính hạ tắc loạn. Ở trên mà gương mẫu, một cái doanh nghiệp nào đấy, một cái gia đình nào đấy, một cái địa phương nào đấy mà trên gương mẫu thì ở dưới rất tốt, rất ít khi xảy ra. Nhưng cả một cái xã hội, cả môi trường nó quá nhiều cái thứ nhũng nhiễu này, và tất cả mọi người từ cái làm việc nhỏ li ti trở nên ai cũng bị như thế, thì thậm chí đôi khi cứ tự nguyện đưa tiền cho cái chỗ người ta không lấy, rất trong sạch, rất tử tế, nhưng vì là 10 lần giao dịch thì 9 lần mình phải đưa tiền, thì thôi tốt nhất đưa cho nó nhanh, nó thành thông lệ, nó thành thói quen, nó thành truyền thống rồi, thế nó nguy hiểm. Gọi là văn hóa phong bì đấy, tổng kết lại bao nhiêu năm nay rồi. Thế thì hy vọng rằng là với những cái quy định mà của luật ấy, liệu chúng ta có quyền, tôi đang cứ băn khoăn, liệu chúng ta có được một cái căn cứ để mà hy vọng rằng là cái hiện tượng văn hóa phong bì, có lẽ bây giờ tôi rất chia sẻ với anh là này, ta đang nói đến những cái tham nhũng lớn, đúng không? Những tham nhũng hàng tỷ, hàng bạc, nhưng mà đúng là những cái tham nhũng nhỏ, từ cái phong bì vào cửa nộp cái hồ sơ ở tòa án cũng phải phong bì, đúng không ạ? Đi dự tòa và đi dự tòa, muốn vào qua cổng của tòa thì cũng phải coi như là có một cái khoản tiền nhất định, vân vân. Đây thì tôi đang nói trong lĩnh vực chúng tôi, ở trường học cũng vậy, ở y tế cũng vậy, giáo dục cũng vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái hiện tượng mà cái luật này đấy, nó hướng đến chống tham nhũng, phòng chống tham nhũng là ở những cái vấn đề lớn. Vậy thì những cái tham nhũng nhỏ thì sao đây? Đó, có những quy định gì ở trong luật để làm sao đó phòng ngừa những cái hành vi tham nhũng nhỏ đấy? Và từ đó nó có thể thành các văn bản dưới luật cho các chuyên ngành cho ngành y tế, cho ngành giáo dục hay không? Đấy thì đấy là một cái vấn đề và tôi cũng rất là băn khoăn trước cái vấn nạn gọi là tham nhũng hay là văn hóa tham nhũng nhỏ. Mà chính cái này đấy, nó cái hậu quả của nó ghê gớm lắm. Cái thu của nó cũng không ít như các anh đã phân tích. Tường nhỏ cũng không phải nhỏ đâu, số tiền nhỏ cũng rất lớn. Nhưng mà cái hiệu ứng của nó đối với xã hội cũng đau đầu lắm. Tức là người dân và công chúng luôn luôn là người ta cảm thấy rằng là công quyền cứ luôn luôn là phải có tiền mới có việc được làm. Đó thì đấy là cái mà tôi thấy là cái luật này chưa thấy rằng có những cái chốt pháp lý để mà hay là những cái quy định tương đối là cơ bản nhất để tạo tiền đề cho việc ban hành các văn bản dưới luật trong cái việc mà chống tham nhũng, phòng chống tham nhũng chuyên ngành. Tôi không mấy hy vọng là có thay đổi được. Có thay đổi nó cũng chả đáng kể gì. Và nếu mà nói ngày xưa thì chúng ta còn dựa vào nghị định thông tư, chứ bây giờ nếu mà luật mà không chốt được các vấn đề như anh nói, thì không thể làm gì được, không hướng dẫn cái gì đâu. Vì là bây giờ những cái bình thường nhất, đơn giản nhất cũng thành luật hết rồi. Mà cái tham nhũng thì càng cần phải luật, chứ còn không thể dựa vào văn bản ở dưới được. Và theo như cái dự luật này, kể cả cái 45% có thông qua cũng không phải điểm chốt, không phải là cái điểm quan trọng có thể thay đổi tình hình. Ví dụ cái thời gian vừa qua chúng ta khẳng định rằng công cuộc chống tham nhũng đạt được kết quả rất vang dội từ xưa nay, rõ rệt, mọi người hồ hởi này khác, lôi ra được rất nhiều vụ việc ghê gớm tày đình, hoàn toàn không phải do luật, đúng không? Vâng, không phải do một ý chí khác, do một cái không phải do luật, cách thức khác. Luật là cái công cụ không đạt được yêu cầu thôi. Thế thì cái mới cũng chỉ là một công cụ thôi. Quyết tâm chính trị. Thế thì cái công cụ đấy muốn đạt được hay không thì nó lại phải phụ thuộc vào rất nhiều cái luật khác và nó phải là cái gốc. Thì cái gốc của chúng ta là theo cái luật này tôi khẳng định không giải quyết được. Ví dụ công khai hoàn toàn không có ý tưởng gì công khai nhé. Nghị định không thể nào nói với luật rằng là lập trang web được đâu. Cái điều đấy tôi khẳng định không làm được đâu. Làm thế là trái luật, không được. Thứ hai là gì? Giờ phút này tôi vừa mới đọc báo trước khi đến đây, tức là vẫn không thừa nhận cái phương tiện tố cáo bằng email, bằng điện tử, bằng fax, bằng nhắn tin. Trong bộ luật dân sự và trong luật thương mại bảo đấy là hình thức giao dịch bằng văn bản. Giao dịch được. Thế thì luật tham nhũng của chúng ta cùng nắm bảo rằng là bằng hình thức khác, không công nhận văn bản mà không công nhận nữa thì còn ra cái gì nữa. Và thậm chí luật cũng tiến bộ ấy chứ, bằng lời nói cũng công nhận cơ mà, đến ghi chép lại đầy đủ. Thế thì cái hình thức kia tại sao lại không công nhận? Đúng. Tôi cũng thấy rằng anh Định, chị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và nhiều người học luật cũng thấy đồng tình với chuyện đấy mà. Thế tại sao lại cứ thế lắc đầu? Chúng ta sẽ quy định điều kiện. Tất cả những cái thông tin đấy đều được chấp nhận. Đều quý giá, đều được. Ngay tôi đấy, chưa chắc tôi đã dám viết đơn tố cáo đâu. Nhưng mà nếu mà nhắn tin hay là email hay gì đấy tôi có thể đó. Thì anh phải xác minh thêm, anh phải củng cố thêm, kiểm tra rằng có phải ông Đức gửi tin nhắn, viết email không? Nếu không phải, không xác định được thì có thể bỏ qua, đúng không? Vẫn đúng rồi. Còn nếu ông đã xác định được thì nó là văn bản, nó là chứng cứ, là pháp lý đầy đủ với cơ sở, chứ anh không thể lại lắc đầu. Đến bây giờ vẫn lắc đầu hết ạ. Tất cả mấy cơ chế chính để chốt công khai hay là hình thức tố cáo hay là bảo vệ người tố cáo. Bảo vệ người tố cáo rất quan trọng. Đúng. Bao nhiêu người bị trả thù thôi. Cho nên bây giờ người ta sợ lắm chứ. Trả thù có hai loại, cái loại mà nhẹ nhàng nhất ở cơ quan thì coi như vô dụng, coi như ngồi chơi xơi nước. Còn cái dạng trả thù thứ hai thì nó kinh khủng khiếp. Đến bây giờ người ta bạo lực, rất lo lắng bạo lực gia đình, xã hội. Thậm chí nhằm vào cái cá nhân người ta sợ đâu, nhưng nhằm vào vợ con gia đình, bố mẹ là người ta tê liệt luôn. Thế thì làm sao mà người ta dám xung phong để được vinh danh đấy đâu, là dũng sĩ coi như là diệt tham nhũng được, đúng không? Ai dám đứng ra? Ông Giao có muốn có thêm ý kiến gì? Tôi nghĩ là như vậy chúng ta chốt lại ở đây là không phải chỉ vấn đề 45 hay bao nhiêu, mà coi như là tài sản bất minh là tịch thu và tiếp tục là truy cứu trách nhiệm hình sự. Vâng. Cái thứ hai mà nói là minh bạch là nền tảng, là điểm xuất phát. Điểm thứ ba tôi hoàn toàn ủng hộ là email, fax có thể xác minh được và cần được công nhận là bằng chứng của hành vi tố cáo. Còn cơ chế bảo vệ tiếp theo, và đặc biệt là cần chú ý rằng chúng ta đang bàn nhiều đến những cái tham nhũng lớn, nhưng mà rất nhiều tham nhũng vặt nó lại tạo ra cái tham nhũng lớn hơn cả cái tham nhũng lớn một lần. Cho nên cần phải có cơ chế liên quan đến việc là kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, tố cáo với cái tham nhũng vặt. Và tôi nói ví dụ như là nếu như một đơn vị tiếp dân mà tôi phát hiện được trường hợp anh nhận lặp đi lặp lại 2-3 lần khoản tiền, thì thậm chí tôi phải xác định là phải nhân đến 100 hay 1.000 lần. Chứ không phải là 2-3 lần nhận có chỉ 200-300.000. Thế nhưng mà nếu một ngày anh nhận 1.000 hồ sơ, trong đó có một tỷ lệ phần trăm nhất định thì anh nhận là nhận bao nhiêu tiền trong cái chuyện là tham nhũng đó. Thì không phải là coi như là tôi chỉ nhận, phát hiện tôi nhận được 200.000 so với anh kia tham nhũng 200 tỷ. Cho nên là những cơ chế đó cũng phải. Tôi xin nói thêm một ý tham nhũng vật. Quả thật là chúng tôi cũng tư vấn cho doanh nghiệp, cho người dân, thì tôi cũng cảm nhận cái điều là cũng có chuyển biến rất là rõ rệt về cái ý thức tuân thủ pháp luật, về cái chuyện là mong muốn làm nghiêm túc, làm thật, làm chính đáng, so với ngày xưa là bằng quan hệ, bằng nhiều cái thứ tiêu cực. Thì bây giờ là doanh nghiệp cảm nhận rất là rõ, muốn tồn tại, muốn phát triển, muốn tử tế thì đúng là phải làm tử tế, đồng nghĩa cái việc là hạn chế tiêu cực, hạn chế những cái sai trái. Thì đúng là cũng phải kêu gọi doanh nghiệp, người dân là những cái gì mà nó ghê gớm quá, nó ảnh hưởng quá lớn đến quyền lợi của mình thì các vị tự cân nhắc. Nhưng những cái lặt vặt đấy, thay vì chúng ta đi 2 lần mới được thì chúng ta đi 1 lần thì chúng ta phải bỏ phong bao phong bì, thì chúng ta hoàn toàn có thể là kiên quyết nói không với nó. Tôi lấy một ví dụ này, con tôi vừa rồi là cuối năm văn cháu được 7,8, cô giáo có bảo cháu, không nói gia đình đâu nhá, tôi cho rằng đây không phải chuyện tham nhũng nhưng nó là một câu chuyện để chúng ta suy nghĩ. Cô bảo là em có muốn để học sinh giỏi hay không? Con tôi còn bé, cháu trả lời em không muốn. Cháu về cháu nói chuyện với mẹ, chúng tôi cũng thống nhất không cần, sẵn sàng để cho con không được học sinh giỏi. Rất may là cháu thì lại được toán trên 8 và vẫn được học sinh giỏi. Tôi hoàn toàn là đánh giá rất cao từ những đứa trẻ như thế. Nhưng người dân và doanh nghiệp chúng ta thì quả thật là chưa được như những đứa trẻ. Có lẽ là nó sống trong cái môi trường mà nó chưa gặp tiêu cực mà. Cô giáo cũng rất là tốt, trưởng rất tốt, cô rất là muốn là để cho giúp đỡ, chứ không tôi hoàn toàn không có chuyện tham nhũng và như đâu, nhưng mà cô sẵn sàng là nâng cho cháu một chút. Các trường chuyện thường xuyên như thế. Thế nhưng cháu đã làm được việc đấy thì tôi đánh giá rất cao. Lớp doanh nhân sau, lớp trẻ người ta không sống trong cái môi trường hỏng nữa thì hy vọng rằng nó nhanh chóng nó tốt. Thì còn những cái lớp cũ ấy, thì thôi cũng bỏ dần đi, không thể bỏ một ngày mà ngày một ngày hai được, nhưng có lẽ là hy vọng là 5-3 năm nữa thì môi trường chúng ta sẽ thay đổi rõ rệt, cùng với hoàn thiện luật, cùng với những cơ chế thể chế thay đổi. Hôm nay không hành động thì 5-3 năm sau không có. Tôi thấy là vấn đề giáo dục lại là một vấn đề, đúng không? Vâng, và để tiếp tục nói về vấn đề giáo dục nữa thì sẽ còn rất là nhiều thời lượng chúng ta cần thiết phải có để bàn. Tuy nhiên ngày hôm nay với cái chủ đề của đối thoại, tôi nghĩ là các khách mời cũng đã phần nào giải đáp rất là nhiều những ý kiến của quý vị khán giả của chúng tôi. Đầu tiên liên quan đến việc là chúng ta nhận định thế nào về cái câu chuyện là đánh thuế 45%. Xong sau đó thì các khách mời cũng đã đưa tới những cái vấn đề về tham nhũng vặt, về văn hóa phong bì, về cái nguồn gốc của những cái tài sản không minh bạch như vậy. Và rõ ràng là chúng tôi là một kênh truyền hình dành cho doanh nhân, doanh nghiệp. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của doanh nghiệp. Với những con số 700.000 doanh nghiệp, bây giờ chỉ cần mỗi doanh nghiệp 1 triệu đồng thôi thì con số đã lớn đến mức độ nào. Vâng, và chúng tôi thường xuyên nhận được những phản ánh như vậy, và chúng tôi rất là mong là thông qua chương trình như thế này chúng ta có thể nói lên được tiếng nói của doanh nghiệp để giúp họ có thể là được sống trong một cái môi trường mà trong lành, họ có thể không phải làm những cái động tác như vậy mà vẫn có thể tồn tại và hoạt động tốt được. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đến với trường quay đối thoại và nhiệt huyết chia sẻ với đề tài của chúng tôi. Xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.